coi còn cái gì để mình phải làm trong ngày hôm nay không ta? Anh Bảy. Hết rồi. Ủa? Chị Tám. Ừ. Ủa, mới ở trên Sài Gòn về ha? Trời ơi, đi lên nhà. Đâu về ha? Ừ, ở trên về nè, anh Dưới. Khỏe hết hả anh? Khỏe chị. Ủa sao chị nói gì lên thăm con chị ở lâu sao chưa gì hết về sớm vậy? Trời ơi, nó kêu tôi ở lại. Mà tôi nhớ tự nhiên giới quê mừng của anh cũng ở đâu quen đó. Tao nói ở đây sáng vậy, tao nói mình đủ thứ công chuyện làm không ở tay. Ừ đúng rồi. Lên trển anh biết không, ở không không à. Trời nó buồn muốn chết, mà đường xá thì mình cũng rành. Đi đâu cũng phải đợi con cái chở đi. Mà nó cuối tuần nó mới nghỉ. Đó bởi vì tôi tới thôi cho má về đi con. Chị uống nước. Trời ơi, ở dưới đây anh cũng ra đây mỗi ngày ra thăm vườn hả? Dạ, ngày nào cũng ra thăm hết trơn. Vậy nè. Trời ơi, chắc vườn ổ nó xanh tươi vậy lắm hả? Tươi lắm. Rồi tôi đi rồi tôi hồi hộp, tôi biết có ai chăm thăm hơn. Cảm ơn anh nha. Dạ, cảm ơn gì? Nghĩa là ngày nào anh cũng ra thăm vườn ổ nhà tôi rồi chăm sóc giùm xịt thuốc rồi giùm tôi đó. Không có đâu. Hả? Tôi trước khi đi tôi nhờ anh mà. Dạ chị có nhờ tôi mà tôi thăm vườn ổ nhà tôi quên qua vườn ổ nhà chị. Anh Bảy, sao anh quên chị ác nghiệt vậy anh Bảy? Không phải chị, chị nhắc tôi mới nhớ, cái này lỗi tôi rồi, tôi quên mất tiêu, tôi chưa qua vườn ổ nhà chị. Trời đất ơi, anh giờ anh nói bình thản vậy mà nói được hả? Thôi tôi nói lát tôi đi mua thuốc. Lát gì bây giờ tôi về là tôi tự làm được, tôi đâu có nhờ anh. Nếu anh quên thì anh làm ơn anh gọi điện thoại, anh nói cho tôi biết để tôi nhờ người khác. Trời anh nghĩ sao tôi đi bao lâu nay mà vườn ổ tôi không ai chăm sóc, không ai phun tưới gì hết rồi rác rác mãi. Trời ơi là lối sớm gì kỳ cục vậy, tôi tưởng anh là có lòng tốt. Đâu có về chắc anh thấy vườn ổ nhà tôi xanh tươi hơn anh. Anh sợ tôi bán có tiền nhiều hơn anh rồi anh tức anh làm phải không? Không không có tình nghĩa, nói thiệt á, có mua quà cho anh nè nhưng mà bực bội khỏi cho luôn á. Chị, không có lối sớm gì hết trơn. Trời chị. Bực quá ha. Mình có nên xin lỗi ông Bảy không ta? Nói chung thì có lỗi, ông nó có lỗi gì đâu, ông chỉ quên thôi. Mà mình cũng hồ đồ thiệt, mình nhờ cậy người ta quên thì thôi, tự nhiên sạc ổng mớ vậy à. Thiệt tình mình cũng bậy bạ quá, chắc mình phải xin lỗi ổng quá. Mà mình phụ nữ mà ai mà mớ mà lời trước, ổng là đàn ông, ổng ca lắng phải xin lỗi mình trước chứ. Mà nói đi nói lại thì mình cũng có lỗi trong chuyện này. Thôi chắc tranh thủ đi chợ rồi qua xin lỗi ổng quá. Hay trời ơi, thiệt tình. Trời ơi, thằng này nó gan quá ta. Tới nhà bà Tám rồi nó dám nhảy rào vô. Vậy nó đang trộm rồi. Trời ơi. Hình như bà Tám ở cửa mới đi đâu rồi. Rồi sao ta? Trời ơi, chưa thấy thằng trộm nào nó tự nhiên vô thằng này hết trơn. Vô nhà ăn trộm tao không lo lục đồ đi, lo ngủ uống nước trà nữa. Trời nghĩ ra lao nữa kìa. Thằng này làm như nó điều nghiêng cái địa bàn này kỹ lắm nè. Thế cho bác khóa cửa sao vô bắt á. Trời ơi, nó ngủ luôn rồi ta. Chết mày với tao. Vô ăn trộm mày không lo ăn trộm mày lo ngủ mà chết mày với tao. Trời tôi sợ đâu cao mà nó bắt tôi leo vô. Quên nữa. Trời ơi bữa bả đi thành phố bà có gửi mình chìa khóa. Mình tính bữa nay đem qua làm trả bả mà giờ không nhớ. Đúng rồi đây rồi. Trời đúng chết mày. Vô ăn trộm lo ăn trộm lo ngủ hả con. Thank you.
khỏe nó trai tráng mình xong làm lại nó. Có phương tiện gì hỗ trợ mình không? Trời ơi, đỡ quá. Ngủ đi con, ngủ đi. Thử số mày rồi. Mày dám vô đây mày ăn trộm hả mày? Ngứa hả? Ừ, tại dây để lâu quá mới xài. Thông cảm nha. Chịu ngứa chút xíu đi. Quay giờ mày rảnh không? Hay đang rảnh bà chú. Lấy hai tay mày chùm cái bao mày lại đi, chùm vô đầu đi. Chứ để lát ta, bà con tiên ngang ta thấy mày ta dù mày là có bà con hay là cháu gì của dì Tám mắt công mày mang nhục. À đúng đúng rồi, mấy cái này quen lắm, mấy con quê lắm chú, mấy con quê lắm, để chùm vô. Chùm lại cho đỡ nhục. Đó đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Ủa cái gì kỳ vậy? Tự nhiên tự chú tự chùm mày luôn vậy? Thì đó này ta thử thử được lát ta phan hồng cho. Ủa cái bao mà thôi quá vậy chú ơi. Tự nhiên cái bao của bà Tám mà đựng phân qua bón lúa. Mày đang chết luôn vậy. Mày đang tháo ra không được. Không có tháo gì hết trơn, mày đợi lát bà Tám về tao giải mày lên công an cho biết. Cái gì vậy? Con phan chợ chú ơi. Trời chị Tám, chị Tám. Hả? Tụi chị về đúng lúc quá. Cái gì? Nhà chị có trộm, giao cho chị đó. Dạ trời. Ăn trộm. Tôi dùng cái này nè. Cháu lớn nè, không cho nó làm ăn. Đi ăn trộm nhà người ta mày rồi mày. Con cháu người ta là gì Tám ơi? Mà đó, là chị đừng có tin nó. Bây giờ tụi ăn trộm nó ghê lắm, nó điều nghiêng luôn xong. Nó biết gia đình chị có đứa cháu, nó giả làm cháu gì luôn thấy chưa? Mày dạ, con là năm sợp. Đó, thấy chưa, biết tên năm sợp. Con cháu gì Tám dưới thành phố lên này. Thì Tám ơi. Trời ơi, nó biết dưới thành phố lên luôn kìa, ghê chưa? Đừng nói nhiều. Bây giờ anh tháo ra, giờ có tôi đây nè. Rồi. Mở ra dắt lên công an. Dắt lên công an liền. Đi lộn. Không lo làm ăn mà lo. Không lo làm ăn gì vậy? Phụ tôi. Hả? Tôi gỡ dây ra đưa lên. Thằng này. Thôi đừng có nhận bà con. Thằng Tám con à. Thằng Tám sợp. Ôi sợp gì. Thằng Tám sợp cháu tôi. Sợp cái gì. Đi dễ bị nó gạt. Gì con à. Cháu tôi mà. Đợi thành phố nó về. Mày gieo nào xem mày không chịu gọi điện cho chị. Phải không. Cháu tôi. Sao xấu vậy. Tháo cho nó xuống. Trời ơi, tôi đâu biết cháu gì. Ây da da. Tụi con cái nách đau thiệt chứ. Từ từ. Trời đất ơi, có sao không con? Có sao không? Từ từ xuống. Đất làm ơi. Làm trời ơi. Sao mà về đây không chịu gọi cho tôi để mà xảy ra cớ sự gì vậy nè. Tôi tính về đây tạo bất ngờ cho dì Tám. Ai về bị cột bên cây. Bất ngờ thiệt luôn á Tám. Ủa nhưng mà sao vậy? Sao mà anh nói là nó ăn trộm? Tôi thấy nó vô nhà chị mà nó không có mở cửa. Nó không chịu chờ chị vô nữa. Nó trèo vô. Tôi biết, tôi tưởng nó là ăn trộm. Trời ơi, con hỏi Tám nè, con đi một đoạn rồi, xa rồi, xa luôn, con mệt quá mà dì Tám thì khóa cửa. Về đây thấy khóa cửa thì gọi điện cho Tám liền, Tám về, Tám mở cửa cho mày vô. Má em đi sao gọi vậy? Trời ơi, để bất ngờ ai vậy, bất ngờ quá luôn. Thôi anh Bảy ngồi chơi, hiểu làm nó cháu tôi thành ủa, phố cháu về. Cháu hả chị? Ừ. Ôi, xin lỗi con nha, tại chú cũng không biết, đâu biết mày cháu. Ủa mà nó là cháu chị, mà sao tôi không biết nó là cháu chị vậy? Ủa mà anh là cái gì trong nhà tôi mà cháu tôi mà anh biết làm chi vậy? Nhiều khi tôi biết đi. Nó giỡn chơi chứ. Trời ơi, má của nó với tôi là chị em. À, đó. Vậy là... Ủa mà sao anh vô nhà tôi được vậy? Thì được mà hôm bữa chị đưa tôi cái chìa khóa đó. Nhờ tôi vừa ngồi á mà tôi quên á. Là tôi giữ chìa khóa, tôi tính bữa nay đem qua tôi trả chị. Đồng thời tôi cũng xin lỗi chị. Là hôm bữa tôi cũng vô ý. Thành ra chị thông cảm tôi, đừng giận tôi nha. Bà con hàng xóm nhau không? Tôi thấy ai nái quá. Tôi nói thiệt anh, tôi gây với anh rồi tôi cũng thấy tôi cũng hồ đồ. Chuyện của tôi mình nhờ người ta quên thì cũng đâu có trách được người ta. Mà trời nói thiệt á, tôi về tôi cũng hối hận quá. Tôi cũng tính xin lỗi anh Tiến. Trời ơi, mà cũng may nha. Ai cũng như anh thì tốt biết bao nhiêu. Thí dụ người đi vắng có cái người lối xóm người ta coi giùm nhà. Đỡ biết bao nhiêu. Còn nói chung là hiểu lầm hả anh ha. Tao nói tới lửa tắt đèn sớm có nhau. Ôi nói nghe nè, bây giờ á anh cũng làm cho nó giận. Rồi tôi thì làm cho anh giận. Đó, thì thôi bây giờ tôi đi chợ nè, tôi vô tôi nấu mâm cơm. Dạ. Xong cái rồi ăn uống nhau cho vui vẻ quê rồi. Ha anh ha. Rồi xong tôi giải nó lên công an. Không biết có quê không chứ thật ra cái đầm này á thì sao múa chợ hả, nói không phải khoe nhưng mà thật sự nó cũng rẻ thôi. Nó cỡ ngàn mấy thôi.